Này thiện hiện, các đại Bồ Tát không có làm việc gì để hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì tất cả pháp hoàn toàn không tạo, hoàn toàn không tác. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không tạo, không tác. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không tạo, không tác. Các đại Bồ Tát cũng không tạo, không tác. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát lấy không tạo, không tác làm phương tiện hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không tạo không tác thì không nên thành lập sự khác nhau của ba thừa là thanh văn thừa, độc giác thừa và vô thượng thừa. Phật dạy, này thiện hiện, nếu pháp không tạo không tác thì không thể thành lập được, pháp cần phải có tạo có tác mới thành lập được. Vì sao? Vì các hữu tình phàm phu ngu si thiếu trí chấp trước các sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, niệm sắc mà đắc sắc, niệm thọ tưởng hành thức đắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến niệm trí nhất thiết trí đắc trí nhất thiết trí. Do niệm đắc cho nên suy nghĩ như vậy, ta nhất định sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, độ thoát các hữu tình ra khỏi khổ lớn sanh tử để đắc niết bàn rốt ráo an lạc. Thiện hiện, nên biết kẻ phàm phu ngu si thiếu trí ấy do điên đảo nên suy nghĩ như vậy, đó là phỉ báng Phật. Vì sao? Vì Phật dùng năm loại mắt tìm cầu sắc bất khả đắc, tìm cầu thọ tưởng hành thức bất khả đắc, cho đến tìm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng bất khả đắc, tìm cầu hữu tình cũng bất khả đắc. Các phàm phu ngu si thiếu trí ấy mù mịt không có mắt tuệ nên chấp trước vào các pháp, nếu sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, độ thoát các hữu tình ra khỏi khổ lớn sanh tử, được niết bàn thường lạc rốt ráo thì chắc chắn không có điều đó. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng năm loại mắt tìm cầu sắc bất khả đắc, tìm cầu thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, cho đến tìm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng bất khả đắc, tìm cầu các hữu tình cũng bất khả đắc, thì đúng ra sẽ không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, độ thoát các hữu tình ra khỏi khổ lớn sanh tử để đắc niết bàn thường lạc rốt ráo. Nếu vậy thì làm sao Thế Tôn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau, đó là nhóm chánh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định. Phật dạy, này thiện hiện, ta dùng năm loại mắt quan sát như thật, quyết định ta thật không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau, nhưng các hữu tình vì ngu si điên đảo nên đối với pháp chẳng thật mà tưởng pháp thật, đối với hữu tình chẳng thật mà tưởng hữu tình thật. Để diệt trừ kiến chấp hư vọng đó, ta căn cứ vào thế tục mà nói chứ không căn cứ vào thắng nghĩa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Như Lai không an trụ vào thắng nghĩa để chứng đại bồ đề hay sao? Phật dạy, thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Như Lai không an trụ vào vọng tưởng điên đảo để chứng đại bồ đề hay sao? Phật dạy, thiện hiện, không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Như Lai không an trụ vào thắng nghĩa chứng đại bồ đề, cũng không an trụ vào vọng tưởng điên đảo chứng đại bồ đề, lẽ nào Như Lai không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật dạy, không, mặc dù ta chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhưng không có chỗ trụ, nghĩa là không trụ vào cảnh giới hữu vi, cũng không trụ vào cảnh giới vô vi. Thiện hiện, nên biết, ví như những người do chư Phật biến hóa, tuy không trụ vào cảnh giới hữu vi, cũng không trụ vào cảnh giới vô vi, nhưng có những việc đi đến ngồi nằm, người do chư Phật biến hóa hoặc hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hạnh đại bồ tát hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp, làm các Phật sự.
Người được biến hóa lại chuyển hóa làm vô lượng hữu tình, trong đó an lập thành ba nhóm khác nhau. Ý ông thế nào? Người do chư Phật biến hóa đó, thật có những việc đi đến ngồi nằm, cho đến thật có an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau không? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy. Chư Phật Thế Tôn biết tất cả pháp đều giống như biến hóa. Nói tất cả pháp cũng như biến hóa, mặc dù làm ra nhưng không chân thật, tuy độ hữu tình nhưng không có người được độ, giống như người biến hóa lại hóa độ cho hữu tình khác. Như vậy, này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phải giống như người do Phật biến hóa, mặc dù có hành động nhưng không chấp trước. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như sự biến hóa thì chư Phật cũng vậy. Như vậy chư Phật và người được biến hóa có gì khác nhau? Phật dạy, này Thiện Hiện, Phật và người được biến hóa cùng tất cả pháp thật sự không khác nhau. Vì sao? Vì tất cả sự nghiệp chư Phật đã làm thì người do Phật biến hóa cũng đều có thể làm. Sự nghiệp mà người do Phật biến hóa đã làm thì chư Phật Thế Tôn cũng có thể làm ra. Cho nên chư Phật và người được biến hóa cùng tất cả pháp thật sự không khác nhau. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu không có người do chư Phật biến hóa thì riêng Phật có thể làm ra sự nghiệp được không? Còn nếu không có chư Phật thì người được hóa kia có thể riêng mình làm các việc được không? Phật dạy, Thiện Hiện, họ cũng có thể làm được. Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, việc ấy như thế nào? Phật dạy, này Thiện Hiện, như có Như Lai hiệu là Thiện Tịch Huệ đã độ xong những người đáng được độ, khi ấy không có Bồ Tát nào được Phật thọ ký. Ngài liền hóa một vị Phật để trụ thế gian, rồi tự nhập vào cõi cảnh giới vô dư y đại Niết Bàn, hóa Phật đó làm các Phật sự trong nửa kiếp. Qua hơn nửa kiếp rồi thọ ký Đại Bồ Đề cho một Bồ Tát, rồi hiện nhập Niết Bàn. Khi đó chư thiên, người Atula vân vân đều cho rằng Phật ấy nay nhập Niết Bàn, nhưng thân của hóa Phật ấy thật không sanh diệt. Như vậy, này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tin các pháp đều như biến hóa. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu thân chư Phật không khác với thân biến hóa thì làm sao có thể làm ruộng phước chân tịnh? Nếu các hữu tình vì giải thoát nên cung kính cúng dường chư Phật cho đến khi Niết Bàn thì phước đức ấy vô tận. Đối với hóa Phật mà cung kính cúng dường thì phước đức ấy cũng phải cứu cánh vô tận. Phật dạy, này Thiện Hiện, thân chư Phật là do pháp tánh có thể làm ruộng phước chân tịnh cho thí chủ, hóa thân của Phật cũng như vậy, đều khiến cho thí chủ cung kính cúng dường đến khi chấm dứt sanh tử được phước đức vô tận. Thiện Hiện nên biết, hãy gác phước đức thu được do cung kính cúng dường chư Phật và hóa thân Phật qua một bên. Nếu thiện nam thiện nữ vân vân đối với chư Phật có lòng từ cung kính, suy nghĩ nhớ đến công đức chân tịnh thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy đến khi chấm dứt sanh tử căn lành vẫn vô tận. Thiện Hiện nên biết, lại các phước đức đạt được do có lòng từ cung kính, tâm suy nghĩ nhớ các công đức chân tịnh qua một bên. Nếu thiện nam thiện nữ vân vân vì cúng dường Phật, thậm chí giải một cánh hoa trong hư không thì các thiện nam thiện nữ vân vân ấy đến tận lúc chấm dứt sanh tử được căn lành vô lượng. Thiện Hiện nên biết, lại các phước đức đạt được vì muốn cúng dường Phật, thậm chí giải một cánh hoa trong hư không qua một bên. Nếu thiện nam thiện nữ vân vân thậm chí xưng Nam Mô Phật Đà Đại Từ Bi thì các thiện nam thiện nữ vân vân ấy đến lúc chấm dứt sanh tử căn lành vẫn vô tận, luôn được hưởng thọ phước lạc trong cõi trời cho đến cuối cùng đắc Niết Bàn. Như vậy, này Thiện Hiện, cung kính cúng dường chư Phật và hóa thân Phật đạt được những lợi ích rộng lớn như vậy. Cho nên, này Thiện Hiện, chư Phật và hóa thân Phật đều là ruộng phước chân tịnh không khác nhau của thí chủ, vì lấy pháp tánh của các pháp làm định lượng. Lại nữa, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát lấy pháp tánh của các pháp ấy để làm định lượng, làm phương tiện thiện xảo hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa sau khi nhập vào pháp tánh của các pháp rồi. Nhưng đối với các pháp, không làm hư hoại pháp tánh, nghĩa là không phân biệt đây là Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, đây là pháp tánh của Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến đây là trí nhất thiết trí, đây là pháp tánh của trí nhất thiết trí. Thiện Hiện nên biết, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa,
không nên phân biệt sự sai khác pháp tánh của các pháp mà làm hư hoại pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên phân biệt pháp tánh của các pháp mà làm hư hoại pháp tánh, thì tại sao Thế Tôn tự nói pháp tánh khác nhau của các pháp và làm hư hoại pháp tánh, nghĩa là Phật thường nói, đây là sắc cho đến thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là sáu xúc, đây là sáu thọ, đây là sáu giới, đây là nhân duyên, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là nội pháp, đây là ngoại pháp, đây là pháp lành, đây là pháp ác, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp cộng, đây là pháp bất cộng, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, vân vân. Phật đã thường nói những pháp khác nhau như vậy, chẳng lẽ Thế Tôn tự hoại tánh của pháp? Phật dạy, này thiện hiện, ta không tự hoại pháp tánh của các pháp, chỉ dùng danh tướng làm phương tiện giả nói, để các hữu tình ngộ vào pháp tánh bình đẳng của các pháp, thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Cho nên này thiện hiện, mặc dù Như Lai nói các pháp khác nhau nhưng không gọi là làm hư hoại pháp tánh của các pháp. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Phật chỉ dùng danh tướng để giả nói pháp tánh của các pháp, khiến các hữu tình ngộ nhập vào pháp tánh bình đẳng, thì tại sao Phật dùng danh tướng để nói các pháp không danh tướng, mà nói không hư hoại? Phật dạy, này thiện hiện, ta theo thế tục, đối với các pháp giả lập ra danh tướng, vì các hữu tình mà dùng phương tiện để giảng nói, vì không chấp trước nên không hư hoại. Thiện hiện nên biết, giống như những kẻ ngu si, nghe nói các khổ, liền chấp trước danh tướng mà không hiểu rõ đó là giả nói, chẳng phải chư Như Lai và đệ tử Phật nghe nói các khổ rồi chấp trước danh tướng. Nhưng thật biết đó là theo thế tục mà nói, thì không có danh tướng các pháp chân thật. Thiện hiện nên biết, nếu các bậc thánh đối với danh mà chấp trước danh, đối với tướng mà chấp trước tướng, thì đối với không cũng chấp trước không, đối với vô tướng chấp trước vô tướng, đối với vô nguyện chấp trước vô nguyện, đối với chân như chấp trước chân như, đối với thật tế chấp trước thật tế, đối với pháp giới chấp trước pháp giới, đối với vô vi chấp trước vô vi. Thiện hiện nên biết, tất cả pháp ấy chỉ có giả danh, chỉ có giả tướng, không chân thật. Trong đó bậc thánh cũng không chấp trước, chỉ mượn danh tướng. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát trụ vào tất cả pháp, nhưng chỉ mượn danh tướng hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhưng trong đó không chấp trước. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, nếu các pháp chỉ có danh tướng, thì các đại Bồ Tát vì việc gì mà phát tâm Bồ Đề, chịu các khổ cực để hành hạnh Bồ Tát? Nghĩa là tự mình chịu khổ cực để tu hành bồ thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến khổ cực tu hành trí nhất thiết trí đều được viên mãn. Phật dạy, này thiện hiện, tất cả pháp chỉ có danh và tướng, danh tướng ấy chỉ là giả tạo, tánh của danh tướng là không. Các loài hữu tình vì điên đảo vọng chấp nên bị luân hồi sanh tử, chịu các khổ não không thể giải thoát, cho nên Bồ Tát vì làm lợi ích cho họ mà phát tâm Bồ Đề, chịu các khổ cực hành hạnh Bồ Tát, lần lượt chứng đắc trí nhất thiết trí, chuyển bánh xe diệu pháp, lấy pháp ba thừa làm phương tiện để cứu giúp họ ra khỏi sanh tử mà trụ vào cảnh giới niết bàn. Nhưng vì các danh tướng không sanh không diệt, cũng không trụ không khác, nên đưa ra có thể đắc. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật nói trí nhất thiết trí là trí nhất thiết trí phải không? Phật dạy, này thiện hiện, ta nói trí nhất thiết trí là trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường nói trí nhất thiết trí tóm lược có ba, đó là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Ba loại trí này tướng của nó có khác nhau không? Phật dạy, thiện hiện, trí nhất thiết nghĩa là trí chung của thanh văn và độc giác, trí đạo tướng là trí chung của đại Bồ Tát, trí nhất thiết tướng là diệu trí riêng của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao trí nhất thiết là trí chung của thanh văn và độc giác? Phật dạy, này thiện hiện, trí nhất thiết là pháp môn sai biệt của pháp nội ngoại,
Thanh văn độc giác cũng có thể biết rõ pháp môn sai biệt của pháp nội ngoại, nhưng không thể biết tướng của trí nhất thiết và tất cả loại tướng của tất cả pháp. Nên trí nhất thiết là trí chung của thanh văn và độc giác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao trí đạo tướng là trí chung của Đại Bồ Tát? Phật dạy: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên học biết khắp tướng của tất cả đạo, nghĩa là tướng của đạo Thanh Văn, tướng của đạo Độc Giác, tướng của đạo Bồ Tát, tướng của đạo Như Lai. Đối với các đạo này, các Đại Bồ Tát luôn tu học để được viên mãn. Mặc dù làm cho các đạo này làm việc cần phải làm, nhưng không thể làm cho họ chứng thật tế, nên trí đạo tướng là trí chung của Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu đạo của Như Lai, sau khi được viên mãn, lẽ nào chẳng chứng thật tế hay sao? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Nếu tu các đại nguyện chưa viên mãn thì vẫn chưa chứng thật tế. Nếu đã viên mãn thì mới có thể chứng thật tế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào đạo mà chứng thật tế phải không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào phi đạo mà chứng thật tế phải không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào đạo và phi đạo mà chứng thật tế phải không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát vì trụ vào phi đạo và chẳng phải phi đạo mà chứng thật tế phải không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì các Đại Bồ Tát trụ vào đâu để chứng thật tế? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Nhờ trụ vào đạo mà ông dứt sạch lậu hoặc tâm giải thoát phải không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không. Này thiện hiện, nhờ trụ vào phi đạo mà ông dứt sạch lậu hoặc tâm giải thoát phải không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, ông trụ vào đạo phi đạo mà dứt sạch lậu hoặc tâm giải thoát phải không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, ông trụ vào phi đạo chẳng phải phi đạo mà dứt sạch lậu hoặc tâm giải thoát phải không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, vậy ông trụ vào đâu để dứt sạch lậu hoặc tâm hoàn toàn giải thoát? Thiện hiện thưa: Con chẳng trụ để dứt sạch lậu hoặc tâm hoàn toàn giải thoát. Con dứt sạch lậu hoặc tâm được hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn không có chỗ trụ. Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng vậy, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoàn toàn không có chỗ trụ mà chứng thật tế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao trí nhất thiết tướng là trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Này thiện hiện, vì biết tất cả pháp đồng một tướng, đó là tướng tịch diệt, cho nên gọi là trí nhất thiết tướng. Lại nữa, này thiện hiện, các tướng trạng của hành có thể biểu lộ các pháp như lai như thật biết rõ tất cả nên gọi là trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, hoặc trí nhất thiết tướng, ba trí này các phiền não được đoạn trừ có khác nhau không? Có hữu dư đoạn, vô dư đoạn không? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng phải các phiền não đoạn có khác nhau, nhưng chư Như Lai đã đoạn hẳn tất cả tập khí tương tục của phiền não, còn thanh văn độc giác thì chưa đoạn hẳn tập khí tương tục. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, các phiền não đã đoạn trừ có đắc vô vi không? Phật nói: Có. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, thanh văn độc giác không đắc vô vi, phiền não đoạn trừ không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, trong pháp vô vi có sự khác nhau không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Nếu pháp vô vi không khác nhau, thì vì sao Phật nói tất cả đã đoạn hẳn tập khí tương tục, thanh văn độc giác vẫn chưa đoạn hẳn tập khí tương tục? Phật dạy: Này thiện hiện, tập khí tương tục thật sự chẳng phải phiền não, nhưng các thanh văn độc giác đã đoạn phiền não, nhưng vẫn còn có một phần nhỏ tướng trạng giống như tham sân si phát ra từ thân ngữ, nên nói đây là tập khí tương tục. Chính tương tục này làm cho pháp phàm phu ngu si phát sanh bất lợi, không sanh bất lợi ở sự tập khí tương tục của thanh văn độc giác. Như vậy, Như Lai đã đoạn hẳn tất cả tập khí tương tục. Bây giờ thiện hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, đạo và Niết Bàn đều không có tự tánh, vậy tại sao Phật nói đây là dự lưu cho đến độc giác, đây là Bồ Tát, đây là Như Lai? Phật dạy, này thiện hiện, hoặc là vị dự lưu cho đến độc giác, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Như Lai, tất cả đều là sự hiển bày của vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, trong pháp vô vi, thật sự có khác nhau giữa dự lưu cho đến Như Lai không? Phật dạy, không. Thiện hiện, thưa, bạch Thế Tôn, nếu vậy thì tại sao Phật nói dự lưu cho đến Như Lai, tất cả đều là sự hiển bày của vô vi? Phật dạy, thiện hiện, ta căn cứ theo thế tục mà nói, để hiển bày có dự lưu, vân vân, sự hiển bày khác nhau đều không căn cứ theo thắng nghĩa, vì trong thắng nghĩa không có thể hiển bày rõ ràng. Vì sao vậy? Vì trong thắng nghĩa có đạo nói năng hay trí tuệ phân biệt, hoặc gồm cả hai loại, bởi vì nhờ mỗi lời thế tục trình bày các pháp đoạn, lại mỗi mỗi lời nói của thế tục trình bày giai đoạn sau của các pháp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tự tướng của tất cả pháp đều không, khoảng trước còn không, thì làm sao có khoảng sau, vậy tại sao đưa ra có khoảng sau? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, tự tướng của tất cả pháp đều không, khoảng trước còn không có, thì làm sao có khoảng sau? Nếu khoảng sau thật có, thì điều đó chắc chắn không xảy ra. Nhưng các hữu tình không hiểu rõ tự tướng của tất cả pháp đều không, vì làm lợi ích cho họ nên dùng phương tiện giả nói đây là khoảng trước, đây là khoảng sau. Nhưng trong tự tướng không của tất cả pháp thì các khoảng trước, khoảng sau đều bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đã thông đạt tự tướng của tất cả pháp là không để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát thông đạt tự tướng của tất cả pháp đều không nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà không chấp trước vào các pháp. Nghĩa là không chấp trước nội hay ngoại, thiện hay bất thiện, thế gian hay xuất thế gian, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vi, pháp thanh văn hay pháp độc giác, pháp Bồ Tát hay pháp chư Phật, chỉ căn cứ vào thế tục mà đưa ra là có, không căn cứ vào thắng nghĩa nên không chấp trước. Hết quyển thứ 525.